Chúng ta thường nghe quan niệm truyền miệng rằng uống 1 đến 2 ly bia mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe. Giờ đây có lẽ đã đến lúc để chúng ta cần nhắc lại. Theo nghiên cứu mới nhất được đăng tải trên tuần san y khoa uy tín The Lancet do Đại học Bắc Kinh, Viện Hàn Lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc và Đại học Oxford phối hợp thực hiện, uống 1 đến 2 ly bia mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ đột quỵ lên 15%. Với người nghiện bia rượu thì nguy cơ đột quỵ tăng đến 35%. Ngoài đột quỵ, người hay uống bia rượu còn phải đối mặt với chứng cao huyết áp. Nghiên cứu được thể hiện trên 160.000 người Trung Quốc trưởng thành, nhiều người trong số đó bị dị ứng và không uống được rượu bia. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 2,3 tỷ người trên thế giới tiêu thụ thức uống có cồn, với mức trung bình 33 gram cồn mỗi ngày, tương đương với uống 2 ly rượu 150ml hoặc một chai bia lớn. Dự báo cho thấy, sức tiêu thụ thức uống có cồn sẽ tiếp tục tăng trên toàn thế giới trong 10 năm tới.